Dạ vâng, hôm nay gặp giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Thoại, Chủ tịch Liên hiệp Người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức, Phủ Thủ tướng, và trong cái cuộc họp ngày hôm nay với bà Thủ tướng Đức Angela Merkel thì chúng tôi đã gặp ông và xin phép phỏng vấn ông về cái việc ngày hôm nay trong cái cuộc gặp họp với bà Thủ tướng Đức Angela Merkel về vấn đề hội nhập, và có những cái thông tin nào mà ông có thể chia sẻ với bà con cộng đồng trong và ngoài nước, đặc biệt là liên quan đến sau cái vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh thì phía Đức đã có những thái độ gì, và theo bạn, theo ông, những cái điều kiện nào và những cái động thái nào mà Việt Nam phải làm để khôi phục lại cái đối tác chiến lược này? Vâng, đây là lần thứ ba tôi được mời tham dự cái hội nghị về hội nhập của Thủ tướng Đức. Thì cái hội nghị này người ta cứ tổ chức là 2 năm một lần. Đấy, thì lần này thì có một cái đặc biệt, tức là chính phủ ngoài bà Merkel ra thì phần lớn những cái người bộ trưởng mà tham gia cái buổi hôm nay là hoàn toàn mới, chính phủ hoàn toàn mới. Thành ra là họ cũng có những cái chủ trương chính sách và những cái biện pháp rất là mới, rất là cụ thể để mà thúc đẩy cái việc hội nhập trong xã hội Đức. Đặc biệt là chúng ta đều biết là từ năm 15 là có thêm rất nhiều người nước ngoài đến đây, đến Đức, cho nên là cái việc đấy nó lại càng phải, nó đẻ ra nhiều cái vấn đề mà và cần phải giải quyết nếu như mà muốn thực hiện tốt. Thế thì cái mấu chốt của cái nội dung chính của cái cuộc họp lần này, tức là bà bộ trưởng mà đặc trách về người nước ngoài này là có đưa ra được một cái gọi là cái phương án hành động. Đấy, thì gồm có 5 bước để giúp đỡ người nước ngoài đến Đức. Từ cái bước đầu tiên là ngay từ bên nước người ta rồi, tức là cái gọi là cái chương trình hành động này thì nó không phải là chỉ dành cho những người đến đây để tị nạn, đi tránh nọ tránh kia, mà người ta chú ý cả đến những cái người ví dụ như là muốn đến đây để làm việc một cách rất là hợp pháp. Đấy, đấy. Thế thì là vì thế cho nên là có những cái bước chuẩn bị ngay trên quê hương của mình, nó có những cái có những cái chương trình như thế. Đấy là bước đầu tiên. Cho đến cái bước thứ 5, tức là khi mà đã hội nhập chính thức vào xã hội Đức, là cùng đóng góp, cùng làm việc, cùng chung sức xây dựng đất nước như là người Đức. Đấy, có 5 bước như thế. Đấy thì họ giới thiệu, thì trong cái buổi họp báo người ta cũng nói giới thiệu với lại các nhà báo rồi. Thế còn về đối với cái quan hệ giữa Đức và Việt Nam, thì tất nhiên là lần nào cũng có, trong những cái lần mà có cái dịp như thế này thì tôi cũng có tranh thủ trao đổi với các đại biểu, các quan chức như các đại biểu ở trong đấy, thì là nhận ra là rất nhiều người ta chú ý đến cái việc xảy ra trong thời gian qua trong cái quan hệ giữa Đức và Việt Nam. Đấy, thì tất nhiên là người ta vẫn giữ cái thiện cảm với tôi như là trước đây, không có gì cái thay đổi, vì chính vì cái thiện cảm đó cho nên người ta thấy ái ngại và ai cũng đều tỏ ra rằng là rất mong cái quan hệ đó phải gắn được hàn gắn càng nhanh càng tốt, để mà trong ngoại giao cũng như là trong kinh tế. Và tôi nghĩ rằng cái đó bạn họ rất là thiện chí với ta cho nên là họ mới nói như thế. Thế còn phía bản thân mình là người trong cuộc, người dân nước Việt Nam thì lại càng mong muốn cái điều đó. Thế muốn thế thì tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, và tôi nghĩ là bà con ta ở đây cũng đại đa số là đều muốn rằng chính phủ Việt Nam, nhà nước Việt Nam có những cái biện pháp gì đó rất kịp thời để mà nhanh chóng cải thiện cái quan hệ tốt đẹp của Đức và ta đã từng xây dựng hơn 40 năm qua. Thì nếu mà có những biện pháp gì cụ thể càng nhanh càng tốt. Bây giờ không, tôi nghĩ là phía Đức người ta cũng đã có những cái tín hiệu để mà đi đến với nhau rồi, cùng giải quyết. Thì tôi nghĩ là cũng rất mong muốn chính phủ và nhà nước Việt Nam có những cái biện pháp rất cụ thể và càng nhanh càng tốt. Và dù sao thì trước sau thì chúng ta vẫn muốn, theo tôi nghĩ là muốn giải quyết được vấn đề thì phải thực sự thiện chí với nhau. Chứ còn nếu mà lại cứ còn cái gì đó để mà gọi là cái gì, có những cái tiểu xảo hoặc là cái
biện pháp gì đó mà nó không cụ thể và nó còn cứ không thật thiện chí với nhau thì tôi nghĩ là sẽ không có hiệu quả. Vâng, cũng trong cách đây ít ngày thì phía Việt Nam cũng đã có cái biện pháp mà có lẽ được phía Đức đánh giá khá cao. Đó là việc mà đã trả lại tự do cho ông luật sư Nguyễn Văn Đài cùng vợ và cộng sự để sang Đức định cư và tiếp tục cái công việc của mình ngay sau cái phiên tòa xét xử ông ta. Vậy bác có ý kiến gì về vấn đề này không ạ? Vâng, tôi thấy thì là cái việc này đối với giữa ta và Đức và giữa ta và các nước khác như là Mỹ thì tôi thấy đây cũng không phải lần đầu tiên mà chúng ta cũng đã từng làm nhiều trường hợp như thế. Và tôi nghĩ đây lại là một lần nữa, đấy cũng là một cái hình thức để mà hai bên đang có mâu thuẫn, thắc mắc chưa còn canh ngọt thì có điều kiện để đến với nhau. Về phía bà con ở Đức thì tôi nghĩ cũng sẽ ủng hộ những cái bước đi như thế để mà chúng ta tiến tới việc bình thường hóa quan hệ càng nhanh càng tốt. Vâng, cũng tại Phủ Thủ tướng này vào tháng 7 năm 2017 là năm trước thì ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tới Berlin và đến một cái lâu đài bên cạnh để gặp gỡ với ông Tổng thống Đức và sau đó dự hội nghị G20 với tư cách là nước chủ nhà của APEC 2017. Vậy bác có thể cho biết cái khi mà cái giữa Việt Nam và Đức có những cái mối quan tâm sâu sắc như vậy với nhau thì những cái điều kiện nào, những cái để có thể Việt Nam tới đây làm thế nào để bình thường hóa quan hệ hai nước? Dạ, bình thường hóa quan hệ hai nước thì tôi nói như tôi cũng đã nói lúc nãy đấy, tức là bây giờ chúng ta muốn làm nhanh và làm tốt một cách thực sự thì chúng ta phải có thực sự có thiện chí với nhau. Mà tôi nghĩ giữa nước Đức và nước Việt Nam thì cái sự giúp đỡ của Đức từ xưa đến nay mấy chục năm nay rồi thì rõ ràng là thiện chí chứ không phải vì một cái lợi lộc hay là vì một cái thủ đoạn gì cả. Mà trước sau Đức người ta đối với phía ta là hoàn toàn thiện chí. Thì tôi nghĩ trong cái quan hệ ngay anh em ruột thì cũng còn có lúc thế nọ thế kia. Cho nên là cái chuyện mà có những cái chuyện không cơm ngon canh ngọt thì cũng có thể hiểu. Nhưng mà cái quan trọng tức là đã anh em với nhau thì lại phải thiện chí thì mới giải quyết được vấn đề. Chứ còn cứ dùng tiếp những cái mẹo mực hay cái gì đó thì tôi nghĩ rằng là sẽ không có thực sự nhanh chóng và cũng không có thực sự tốt. Tóm lại, hai chữ tức là đến với nhau bây giờ, tiến lại với nhau bằng thiện chí thực sự thì tôi nghĩ sẽ tốt. Vâng, cảm ơn bác về cuộc phỏng vấn này và cũng chúc cho ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là người đứng đầu chính phủ của Việt Nam sẽ có những bước đi tiếp theo phù hợp để chúng ta sớm quay lại cái quan hệ đối tác chiến lược với Đức cũng như với châu Âu và đặc biệt đến một cái dịp nào đó gần đây sẽ lại được bà Thủ tướng Đức Angela Merkel mời sang công du ở Đức và gặp gỡ kiều bào ở đây lần nữa. Vâng, xin cảm ơn sự chú ý của các bạn. Trung Khoa từ Thời báo .de tại Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Liên bang Đức. Vâng, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào dịp lần sau. Cảm ơn nhà báo. Vâng, chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta lại có mặt ở đây ở ngay cái phiên tòa xét xử vi phạm mật vụ Nguyễn Hải Long trong vụ án bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Và hôm nay ngày 11 tháng 6 cũng có rất nhiều người Việt Nam đến đây để cùng dự và đặc biệt có một người phụ nữ, đó là người vợ của ông Nguyễn Hải Long từ Cộng hòa Séc cũng sang và cả cô con gái của ông Đào Quốc Oai là một nữ sinh viên 19 tuổi cũng từ Cộng hòa Séc sang để dự trong phiên tòa xét xử ông mật vụ Nguyễn Hải Long. Trong phiên tòa ngày hôm nay thì lại xuất hiện trở lại cô Nguyễn Vân Anh là một người bạn gái của ông Vũ Đình Duy và trong cái phiên tòa cô Nguyễn Vân Anh cũng khai ra những cái sự việc tiếp theo. Đó là cô nói rằng cô vào ngày khi mà cô sang bên châu Âu là vào cô đã sang vào vâng, khi cô sang châu Âu thì cô đã có cuộc sống ở Ba Lan và sau đó cô cũng sang Đức để cùng với ông Vũ Đình Duy sống
và vì hai người có cái thủ việc làm giấy tờ ở bên Ba Lan, cho nên ông Vũ Đình Duy ngoài cái việc ông sống ở một cái căn nhà ở đường phố ở trung tâm Berlin thì ông cũng vẫn sang Ba Lan để giải quyết những cái giấy tờ mà hai bên cũng phải tiếp tục làm để định cư. Cô Vân Anh cũng nói ông Đào Cụ Oai có mối quan hệ rất gần gũi với bên Bộ Công an, bởi vì theo như ông Đào Cụ Oai nói với ông Vũ Đình Duy thì những cái đoàn của Bộ Công an sang châu Âu công tác thì đều có cái gặp gỡ và trao đổi, và ông Đào Cụ Oai là người tổ chức rất nhiều cái việc đưa đón các đoàn Bộ Công an này, và chính vì vậy cái nghi ngờ mà ông Đào Cụ Oai có quan hệ rất mật gần gũi với cả mật vụ Việt Nam càng nên rõ ràng, càng trở nên rõ ràng hơn. Ngoài ra hôm nay cũng bắt đầu xuất hiện một cái nhân chứng mới, đó là bà Mueller, bà là cái người cảnh sát điều tra của SKA1, là cái đơn vị trực tiếp điều tra cái vụ án bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Bà cho biết từ ngày 24 tháng 7 năm 2017, tức là chỉ sau có một ngày mà ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc, thì bà đã được giao được cái nhiệm vụ là điều tra cái vụ án bắt cóc này. Thông qua những cái thông tin mà bà đưa ra, đó là những cái thiết bị định vị GPS được lắp trong những chiếc ô tô được thuê từ Hòa Xét, với việc là chiếc ô tô VW Bus sau khi bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở trung tâm Berlin đã đưa dẫn đường chạy thẳng vào Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin và ở đó vài tiếng. Cũng ngoài cái việc đó, bà cũng cung cấp những cái thông tin đó là chiếc BMW X5 từ Cộng hòa Séc sang và có những cái đường đi xung quanh Berlin đã được định vị, di chuyển từ những cái hotel Berlin cho đến Steinhof, là những cái nơi mà ông Trung tướng Đường Minh Hưng và ông Đào Quốc Oai đã từng thuê và ở. Đặc biệt có một cái chi tiết rất thú vị là ông Đường Minh Hưng khi mà trả tiền phòng thì ông đã rút cái thẻ các thẻ thẻ tiện nhà băng của ông ra để trả tiền. Tuy nhiên vì lý do trục trặc kỹ thuật cho nên là số tiền đó đã bị trừ nhầm vào thẻ của ông ấy. Thì sau khi vụ bắt cóc xảy ra, khi trở về Việt Nam thì ông Đường Minh Hưng lại vẫn gửi thư email trực tiếp trở lại cho khách sạn này và yêu cầu là cái khách sạn trả lại ông cái số tiền đó. Và ông viết rất rõ là cái nội dung thư là từ ông Đường Minh Hưng. Ngoài ra, ông trong cái thư đó, ông còn cung cấp được cái số điện thoại của ông ở Việt Nam để khách sạn có thể tiện liên hệ lại với ông ấy. Thì đây thể hiện một cái sự rất là đặc biệt, và có những người trong phiên tòa này họ cũng bất ngờ, bởi vì khi mà một cái tướng tình báo 2 sao lại làm cái công việc mật vụ và điều tra mật vụ mà bắt cóc như vậy, lại để thẻ nhà băng lại và để số điện thoại lại nữa để cho khách sạn, thì đấy là điều cực kỳ là đặc biệt mà có lẽ không có cơ quan tình báo hoặc cơ quan an ninh nào làm, mà chỉ có những cái tướng công an như vậy. Ngoài ra, bà Mueller cũng nói thêm về ông Vũ Quang Dũng. Đây là một cái cán bộ cảnh sát điều tra được cho rằng là cái người mà thư ký và giúp việc cho ông Trung tướng Đường Minh Hưng. Ông Vũ Quang Dũng được phía Đức, Tổng cục Tình báo Đức cung cấp một cái học bổng 6 tháng để sang Đức học tiếng. Trước đó, rất một thời gian rất ngắn trước khi vụ bắt cóc xảy ra, và lần này ông Vũ Quang Dũng với tên thật của mình lại sang Đức cùng ông Trung tướng Đường Minh Hưng và tổ chức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Điều này cũng là gây cái sự ngạc nhiên rất lớn trước tòa cũng như là các công chức khác của Đức hoặc các cơ quan khác của Đức. Họ sẽ nhìn nhận Việt Nam ở một cái mức khác khi mà nước Đức đào tạo cho phía Việt Nam những cái cán bộ phải nói rất chuyên sâu về mặt kỹ thuật cũng như là về mặt nghiệp vụ, thì ngược lại thì phía Việt Nam lại chính lại cử những cái người đã được Đức đào tạo này quay lại Đức để gây án và gây ra những cái khó khăn rất lớn cho cái cộng đồng kiều bào người Việt Nam ở Đức nói riêng, ở châu Âu nói chung, và đặc biệt là cái căng thẳng quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Điều này thực là rất đặc biệt. Trong bà Mueller cũng nói về cái quan hệ của ông đại tá Nguyễn Đức Thoa, là một cái cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, đã có cái theo cái thiết bị định vị đã có những cái hoạt động trước khi vụ bắt cóc xảy ra với ông Đường Minh Hưng, cũng như là theo dõi cô Đỗ Thị Minh Phương khi cô ta từ sân bay xuống và để về khách sạn.
thì đây cũng là một cái, ông Nguyễn Đức Thoa cũng là một cán bộ được phía Đức đào tạo đại học ở bên này về mảng hình sự, và sau khi có nhiều nhiệm kỳ công tác ở Đức, làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin, và bây giờ với cái nhiệm kỳ lần này thì chính ông là cái người tham gia trực tiếp cùng ông Trung tướng Đường Minh Hưng chỉ đạo và để bắt cóc ông Trịnh Nhân Thanh ngay trên đất nước Đức, nơi mà nước Đức đã đào tạo ra ông bằng cái nghiệp vụ của ông, và ông lại quay lại dùng cái nghiệp vụ đó để tấn công lại nước Đức. Và đây là cái điều mà phía quan tòa án cũng như là những cái người dân Đức ở đây và Việt Kiều, người Việt Nam định cư ở Đức rất có cái nhiều người rất là bất bình về cái việc này, bởi vì bản thân họ cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều trong cái việc mà khi sinh sống và định cư tại Đức. Cái điều đặc biệt mà bà Mueller là cán bộ điều tra trong cái vụ này cũng nói rằng ngay sau khi ông Trịnh Thanh bị bắt cóc ngày 23 đưa vào sứ quán Việt Nam ở Berlin, thì đến ngày 25 theo những thiết bị theo dõi trên đường đã thu hình được cái xe, cũng một chiếc xe VW bus của cơ quan đại diện này với sự có mặt của ông đại tá Nguyễn Đức Thoa đi theo hướng đi Bruno, cái nơi mà chiếc xe của ông Đào Quốc Oai cũng tối hôm ngày 25 tháng 7 cũng nghỉ ở đó. Và điều này rất trùng hợp. Điều này và qua cái điều tra thì họ cũng đặt nghi vấn rất rất lớn cho cái việc mà có thể và có lẽ ông Trịnh Nhân Thanh đã bị giấu trên chiếc xe VW bus T5 của Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin để chở từ sứ quán đến thẳng Bruno trong cái hành trình bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Và điều đấy cũng sẽ đem lại cái kết quả rất tai hại cho cái việc mà hoạt động của cơ quan đại diện ngoại giao tại Đức trước con mắt của các quan khách quốc tế cũng như trước các cơ quan công sở của Cộng hòa Liên bang Đức. Và người cuối cùng xuất hiện trên ngày hôm nay đó chính là con gái của ông Đào Quốc Oai. Điều này rất đặc biệt và không hề được thông báo trước tòa trong cái việc xuất hiện những cái nhân chứng này, vì quan tòa cuối cùng đã quyết định là để cho cô con gái của ông Đào Quốc Oai khai ra những cái bằng chứng và những cái hoạt động liên quan của người bố của cô ta, đó là ông Đào Quốc Oai, và tên của cô con gái này là Đào Thị Thu Trang, và cô là một hiện nay đang là sinh viên 19 tuổi sống tại Cộng hòa Séc và đang định cư tại một đường phố tên là đường phố Prague. Tuy nhiên cô vì quá bất ngờ cho nên cô con gái này đã không khai ra, chưa muốn khai ra những cái điều mà cô ta biết về người bố của mình là ông Đào Quốc Oai. Và tôi nghĩ rằng tới đây chúng ta sẽ tiếp tục được gặp hoặc là tìm hiểu lại thêm những thông tin về cô con gái này và cô sẽ khai gì về người cha của mình. Vâng. Một cái nhân vật nữa đấy là người bạn gái của cô Đỗ Thị Minh Phương là cô Phạm Thúy, 27 tuổi. Cô làm ngày nail ở Nai ấy, ở Duisburg, cũng đến khai cái việc mà cô ấy có quan liên hệ với cô Đỗ Thị Minh Phương trước khi cô ta sang Đức, đó là thời gian cô cùng cô Đỗ Thị Minh Phương đầu tháng 7 sang Pháp chơi, và sau đó cô Đỗ Thị Minh Phương có nói là đến Berlin, và chỉ sau đến ngày đến đêm đến ngày 24 thì cô Đỗ Thị Minh Phương có nhắn qua Facebook cho cô Phạm Thúy là cô ấy đã về đến Hà Nội và cô ấy đã bị gãy tay, và kể từ đó thì cô cũng tìm mọi cách liên hệ với cả cô Đỗ Thị Minh Phương nhưng mà cô Thúy không thể liên hệ được. Và cho đến thời điểm này cái cô Đỗ Thị Minh Phương đang ở đâu thì đang là một câu hỏi đối với tòa cũng như những người tham dự. Xin cảm ơn.